Thời gian gần đây, nhiều mô hình nông nghiệp đô thị đã dần mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Trong đó, mô hình trồng nấm bào ngư trên mạt cưa được đánh giá có hiệu quả, đem lại thu nhập cho một số hộ dân. Chương trình Nông nghiệp sạch cùng người trải nghiệm đến thăm một trong những mô hình trồng nấm tại xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, Vĩnh Long để cùng tìm hiểu. Vôi này có tác dụng gì vậy chị? Mình cho vô là mình khử trùng luôn đó. Ngoài bắp và vôi ra mình còn dùng gì để làm phôi nấm không chị? Không em, ngoài cái này là hai nguyên liệu chính với mùn cưa đó, mình làm phôi, mình không cho thêm bất cứ gì vô nữa. Mùn cưa là thành phần chính hả chị? Mình dùng cái mùn cưa cao su á, là nó cái gỗ á, nó tốt, nó không có bị lẫn tạp chất. Dạ. Mình cái mùn cưa khác thì nó bị tạp chất, cái nấm mình dễ bị nhiễm bệnh. Chị ơi, mình cho đều vô đây phải không chị? Cho máy nó sẽ trộn qua bên đó, là máy trộn lên đều lên. Mình cho nước vào đây có tác dụng gì vậy chị? Để mình bạo độ ẩm cho cái phôi nó đạt cái độ ẩm của cái phôi đó. Dạ. Và độ ẩm nó đạt khoảng 60%. Khi mình đóng cái này mình còn chú ý điều gì chị? Là mình giọng, mình cầm giọng phôi cho nó dễ. Dạ. Thôi, để mà lấy cái này đứt vô thôi, mình nó chắc á, nó săn chắc. Ôi chị ơi, tại sao mình lại chất ở đây mà không đem ra nhà trồng luôn chị? Ở đây là khu nuôi tơ, mình để mình nuôi tơ cho tơ nó ra đây. Mình vừa đóng bịch đó, mình đóng bịch xong mình đưa vô trong cái lò hấp tiệt trùng này. Mình làm, mình để cho nó nguội, nguội xong mình mới đưa vô cái phòng cái nơi đó, mình tấy. Mình cái neo rồi mình lấy ra mình chất. Đây nè, cái bịch này nè, đó, nó đã ăn phôi, nó ăn đều hết, trắng hết gì nè. Xong rồi mình đưa ra nhà trồng. Bịch này đã được bao nhiêu ngày chị? Thì khoảng đó là khoảng 30 ngày đó. Khoảng 30 ngày rồi. Thế thì cây nấm ở đây mình sẽ chăm sóc như thế nào chị? Thì em đưa ra đây rồi bắt đầu em mình để khoảng cho nó tơ, cho nó ra khoảng 10 ngày ha, cho nó như là cho bịch phôi nó nghỉ đó. Rồi xong mình sẽ dỡ nắp ra. Em thấy ở đây có phun sương, sắp phun sương luôn. Phun sương đó, tưới phun sương đó. Độ ẩm với làm cho nó mát á, cái nhiệt độ cho nó mát. Nãy giờ mình đi qua mấy cái nhà em thấy trồng chỉ có một loại nấm thôi. Vậy tại sao mình lại chọn nấm này để trồng vậy chị? Đây là nấm bào ngư xám. Dân thì họ lại thích dùng cái nấm này hơn là nấm trắng. Như vậy trồng rồi nó chất dinh dưỡng nó thì nhiều. Giá cả giá nó cũng hợp lý. Cái nấm này mình sẽ rút như vậy hả chị? Mình cầm mình lắc như nè. Lắc qua lắc lại cho cái gốc nó đứt. Em rút như vậy nó sẽ bị đứt gốc, mình vệ sinh nó hơi khó. Với cái nấm bào ngư xám này á, thì mình còn có thể thu hoạch được bao lâu nữa chị? Một cái bịch phôi bào ngư xám á, mình thu hoạch khoảng được từ 3 đến 5 tháng. Trung bình thì khoảng 1 tháng thì mình thu hoạch khoảng 2 lần. Lúc trước em có ăn qua nấm này rồi, thường ăn lẩu người ta sẽ để vô. Nấm này thì làm rất là được nhiều món. Như là em mà xào xả ớt nè, xào rồi xả em ớt. Nấu canh, dạ. Rồi em chưng cá đó, chưng cá em bỏ vô. Dạ. Rồi đặc biệt cái nữa là mình có thể là mình lăn qua bột, mình chiên bột, bột chiên giòn á, ăn rất là ngon. Chiên bột được luôn hả? Được. Mình có cần rửa trước khi để vô bịch không chị? Không em, mình để khô ráo gì là mình vô. Khi em để em rửa và em vô bịch nó sẽ ướt cái nấm. Nấm có bị bảo quản bị hư. Nấm bào ngư xám với ưu điểm thịt nấm giòn, mùi vị thơm ngon, dễ trồng, không đòi hỏi kỹ thuật cao, nhẹ công chăm sóc, nên nấm bào ngư xám được nhiều hộ dân lựa chọn làm mô hình kinh tế.